Chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình tiếp tục mình lại lên lô mai thứ hai cho các bạn xem này. Cái lô mai đầu tiên này rồi. Bắt đầu mình quay một vòng cho các bạn xem này. Đây là cái cây mai đế đế thú này. Quyết quay một vòng cho các bạn xem này. Đây này, đây này. Đấy, này hình con thú quay chậm chậm thôi. Đấy, đây này. Thấy không? Cây mai này nó rất là giá trị này. Đấy. Đó. Đấy, nó đế thú mà thú con thú này rất là giá trị nhá. Đấy, bây giờ mình đo cái thiểu số cho các bạn xem này. Đấy. Ừ. Hoành 20 bao nhiêu? 26. Hoành 26 nhá, chiều cao, đo chiều cao cho các bạn xem này. Đấy, chiều cao này 60. 50 nhá các bạn. 60. Hả? 60. 60. Cái chậu thì lọt lòng 50 nhá. Rồi, cây này là 2 triệu 8. Không bao ship nhá các bạn nhá. Rồi, cây này nó đế thú nên là giá trị cho tương lai đấy. Rồi, cây này 2 triệu 8 nhá các bạn. Là cây này là thứ tư để báo số, lấy cái bút ghi vào. B1. B1 là 2 triệu 8. Rồi. Rồi B xuống đi cháu. Ừ. Đấy, B cái cây to đấy đi. Đấy, ừ. Cho nó cân đi tí. Ừ. Rồi cái cây này để mình kệ nó yếu không có sao đâu, cứ quay một vòng. Cây này là để về các bạn cắt lại nhá. Đây này, cái bên trên bên dưới này đấy thôi, mình cứ đo đo cái thông số của nó đã cho các bạn xem này. Cây này nó cũng là đế thú nhưng mà tùy về mình cắt theo cái hình thức như nào thì mình cắt. Ừ. Rồi cái này 30 nhá, xoay một vòng lại cho các bạn xem này. Đây này một vòng này. Đấy là đế thú. Đấy, rất là có duyên nhá. Thì tùy về cắt lại theo ý. Ừ. Đấy. Chiều cao 93 nhá. Cái này là B2. Ở V2 3 triệu. Rồi ok. Rồi khênh cái cây này xuống nha. Rồi tiếp tục cây thứ ba nhá, quay một vòng này. Đây này, cây này cũng là đế thú hết này. Đấy. Đấy, nó duyên dáng. Rồi đo cái thông số ở gần cái cổ đế cho các bạn xem này. Quay quay lại đi, quay 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 lại chiều đo đi. Đấy, rồi rồi. Rồi cái này 24 nhá. Chiều cao. Cao 56. 56, rồi cái này 2 triệu 4. Đi vào đây nhá. Ở B3 2 triệu 4 nhá các bạn nhá. Rồi. Rồi bê xuống. Ừ. Ai ui, gấp nhiều cây quá. Ừ. Rồi, đấy, cháu bê tiếp cái cây bên cạnh đấy. Đây này, cái ở. Bê mày khỏe mày bê được đi. Rồi. Rồi, đây. Cây này rất là duyên này, đế thú, cũng là đế thú hết. Đấy. Có duyên chưa? Đây này, quay từ trên đến dưới này, thấy không? Cây này là nó đẹp lắm, nó có duyên lắm. Rồi được rồi, quay một vòng vậy thôi. Nói chung là nhanh gọn cho nó sướng. Cây này nó rất là cổ kính.
đo cái thiểu số rồi 26 nhá các bạn nhá. Chiều cao là 56. 55 nhá. Rồi. Thôi cái bầu là 50 rồi. Cây này là 2 triệu rưỡi. Này, cái thứ tư cả. Ừ, cây thứ tư B Này. Này về 5 chứ. Cái thứ 5 này. cây thứ năm rồi phải không? Cái thứ 5, cái đây cái thứ tư cả. Ừ, rồi cây Cái vừa đấy là cây thứ ba. thứ 3, cây này cái thứ tư cả. Đấy. B4. B4. B4 thôi, B4. vừa qua Cứ đây ghi B4 là được rồi. mấy triệu 2 triệu 4. Rồi. Nào cứ còn nhiều quá. Đâu, cái nào Cháu về cây bên đâu trong này trong cùng đấy. đây, Đấy. đây, đây này. Cái này mình quay chưa? Chưa, Quay chưa? chưa. Rồi cháu về cái cây này, đấy, cái cây này. Này, nó. Bê bê cái cây đấy. Nặng lại 2 người, khỏe với bê được. Rồi. Từ từ, từ lôi ra. Rồi cây này là đế 24 giờ rất là có duyên nhá. Đấy, nó ra chi là sau này tay tán nó rất là đều xoay một vòng xung quanh này. Đấy. Rồi. Đấy đều là đẹp. Rồi đo 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 đi, cứ đo đi. Đo đi rồi, rồi tính sau. Đấy. Tôi làm kênh này nó cũng có gì sai sót thì mong tất cả các bạn 28 nhá. Rồi 28 hoành. 89. 89 gọi 88 đi. Là cây này là cũng 2 triệu rưỡi nhá. B5 2 triệu rưỡi. Rồi, các bạn có nhu cầu mua thì cứ alo cho mình nhá. Nó có số đây rồi thì mai mốt mình gửi cho các bạn, nó ok vuông vuông. Ừ. Cứ từ từ bình tĩnh. Rồi. Đấy, tiếp tục cái cây đấy cây chỗ chân đây à. Ừ. Cây này nói chung là nó giá trị tương lai, cây nào nó cũng đẹp hết đấy. Ừ. Thì, mình bán đây là bán bằng tình cảm, ai có nhu cầu thương yêu mua thì giúp đỡ, cố gắng thương yêu mình giúp đỡ ủng hộ cho gia đình nhá. Tôi cũng chỉ là mua về là bán để kiếm đồng phụ gia đình thôi. Xoay một vòng lại đi. Đấy, cây này nó cũng rất là duyên nhá. Cứ xoay hết vòng đi. Tôi làm bằng thật lòng mà tôi không có chấp vá một cái gì hết đấy. Cái cây này nó có duyên mà nó đế đẹp chứ tôi không có nịnh đế phải đắp đất hay là nọ kia đâu. Vì nó có duyên, cứ xoay lại một vòng cho nó một hai vòng nữa đi. Đấy. Đó. Rồi, đo đây. Đấy. Rồi cho nó chính xác. 23. Rồi cây này 22 nhá. 22 rồi. 55. Rồi cây này 2 triệu 3 nhá. Nãy là cây số mấy nhỉ? Rồi cây này số 6 nhá, B6. 2 triệu rưỡi. Quá chuẩn, cây này nó đẹp cho tương lai. Rồi, cưới đi. Mua thì anh em thương lượng trong cuộc sống mà. Tôi bán nó giá tình cảm, cây này nó giá trị lắm. Từ từ cháu ơi, nó nặng khổ thân mày. Đây cho bên nó cái cây được không? Để em à? Đấy cái cây mẹ bồng con ấy, bê luôn đi cháu. Ừ. Mẹ bồng con ấy vào phụ bê phụ nó đi, nặng đấy, cây đấy nặng lắm. Nặng mà không bê được đâu. Cây này nó có mẹ cõng con, nó giá trị tương lai, cứ từ từ đi. Ừ. Rồi, xoay một vòng cho các bạn xem này. Cái cây này cái giá trị của nó đây này. Đấy.
Thấy không? Từ trên đến dưới này. Thì về thì cắt lọc lại, nhưng mà cây này nó rất là đẹp. Nó xoay một vòng nữa đi. Đấy, rồi, để lại đi. Để đấy, mẹ vùng con. Thôi bên nào cũng được. Được, cứ đo đi. Đo đi. Đo min cái thân mẹ thôi, đừng đo thân con. Đấy. Rồi 24 nha các bạn nhá. Chiều cao 90 nha các bạn nhá. Rồi. Cây này có giá là 3 triệu nha các bạn nhá. Đấy, mình bán cho các bạn, cứ nếu mà ở xa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, cứ điện thoại đi. Nếu mà các bạn ở xa thì mình sẽ có cái hỗ trợ về cái chuyện mà tiền ship tiền giếc, mình sẽ bảo đảm các bạn hỗ trợ. Mình bao sống hết nhá. Nếu chết cây nào các bạn cứ gửi hình ảnh lại, mình lại đền cho cây khác cho nó bền. Vì đây tôi bán bằng trái tim mà. Đấy. Cây kia ấy chưa nhỉ? Đấy. Đấy đấy, còn lấy cây đấy đi, chú. Ừ. Lý lại bê tiếp cây đấy, phụ nặng mà. Nặng lắm. Cây số mấy là ghi rõ nhé, có là nhiều khi là nó hay quên đấy. Ổ tôi nó cũng lọ mọ nên là nó... Cây số mấy nhỉ? Cây đấy là cây số 7 đúng không? Cây số 8, rồi ok. Cứ từ từ, nó cũng vất vả lắm. Rồi, cứ để lên từ từ thôi, cứ bình tĩnh. Rồi, cây số 8 này này, quay một vòng cho các bạn xem này. Rất là duyên dáng này. Đấy, xoay một vòng này. Đấy, đế thú hết. Chơi cây là giá trị nhất là ở cái đế. Nhất đế nhì thân mà. Này, cái thân này nó là một cốt này. Đấy. Đo. 26. Rồi, 26 nhá. Cao. Cao 80. Rồi, 80 nhá các bạn nhá. Rồi, cây này là B8 phải không? B8. 3 triệu. Ok các bạn nhá. Thì các bạn có nhu cầu thì mình ship tới nhà tận cho các bạn, không có phải suy nghĩ gì hết. Rồi. Rồi con bê cái cây bê đại để đại đi, xếp nó nhiều cây quá. Rồi. Đấy. Ôi khổ cái thân thằng cháu thôi. Để nó. Rồi tiếp cái cây hạ xuống đi. Cứ ghi vào. Không lấy thì để mà trang điểm vào thì sau này nó tương lai nó vẫn còn của mình. Cây mà. Cây nó đẹp thì cả một cuộc đời mình kiếm cây nó được cái giá trị cái đế như này đâu phải dễ đâu. Không phải ai cũng kiếm được, từ từ. Rồi. Cứ bình tĩnh. Rồi, cái đấy 9 phải không? Cái này 10 nhá. Rồi B10 nè các bạn đây này. Xoay một vòng cho các bạn xem này. Cây này mới là cây 9. 9 à? Cây này mới là cây 9. Cây này cây 9. Rồi xoay một vòng này. Cây này cây 9 này. Cũng là đế thú luôn này. Nhưng mà duyên lắm. Xoay một vòng nữa. Đấy. Rồi cứ đo đi rồi tính. 25 nhá. 50 nhá các bạn nhá. Rồi. B9 2,9 triệu. Rồi B9 2,9 triệu nhé các bạn nhé. Thì các bạn ở xa thì mình hỗ trợ cho, không sao đâu. Cứ mua cây của mình, anh em mình thương lượng trên điện thoại nhé. Tôi sướng nhất là cái tình cảm nó. Nặng không con? Ôi, ui nặng quá. Cây bên trong đo chưa ấy nhỉ? Cây dài dài. Cây đây rất là đúng. Đấy, con về nốt cây đấy đi. Đấy, khổ nó nặng, thôi kệ nó. Cũng là cuộc sống mà. Cứ rồi quay một vòng, đây này, cây này cũng là đế thú này. Đấy, quay một vòng tròn ấy tại cái phần xoay của mình, nó bằng cái trụ mình tự nghiên cứu ấy. Nhưng mà nó một cốt. Được cái là tay tán này khi mình chia ra thì tùy theo mỗi người. Rồi đo đại đi cho nó nhanh. Lật lại cái thước đấy. 29. Rồi 29 nhá. Cây này 3 triệu nhá.
B29. Ô cái này B10 29. 2 triệu 9 à? 2 triệu 9, đúng rồi, B10. Rồi, ok. Rồi, thêm một cây nữa là video này kết thúc nhá. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhá. Thôi thì ai mua thì cũng thương yêu lấy mình. Vì tôi cũng mua qua bán lại về để kiếm đồng thôi. Là kiếm một cây nữa. Một cây nữa là kết thúc video. Cây trong cùng đấy. Đây à? Ừ, cây đây cao đây. Nhất đấy, cây đấy ok đấy. Vào 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 phụ bê đi, cây đấy nó rất là nặng. Cây nó nặng lắm. Ừ. Hai người khênh, cứ từ từ khênh. Rồi, nó nặng lắm. Bình tĩnh. Rồi, cái này là B11 nhá các bạn nhá, đây này. Thế đế tôi cũng không biết trang điểm đâu. Cứ thật lòng về cứ nào vậy mà trồng thôi. Đây này, cây cao này. Đấy. Nó cũng vốt ngọn. Rồi cái chiều đo này này. 28. 28 nhá, xoay một vòng đi cho các bạn xem lại cho nó rõ. Đi xong rồi 68 70. Rồi 70 đi. Xoay một vòng đi. B11. 3 triệu. 3 triệu. Rồi xoay một vòng cho các bạn xem đây này. Đấy. Rồi, cây này rất là duyên dáng nhá. Nói chung cây này đế rất là đẹp. Ừ. Rồi video đây là kết thúc nhá. Các bạn có nhu cầu mua thì ủng hộ mình nhá. Gia đình cũng rất là cần bán. Nhưng mà ai mua thì thương yêu đến mình, ủng hộ mình. Đấy, cây thì nó còn nhiều lắm. Thì các bạn mua cây nào thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, chứ không hết là ủng hộ mình. Rồi là ai mua ấy thì điện thoại cho mình. Còn nếu mà không mua thì các bạn chia sẻ giúp đỡ mình ấy. Vì mình cũng mua về mình cũng kiếm một đồng mà, để cuộc sống mà. Thế đấy, nó cũng hoàn cảnh nó cũng khó khăn lắm. Nhà cửa thì tôi cũng chỉ mua qua bán lại để tôi kiếm một đồng thôi. Thì nó rất là nhiều cây. Bây giờ nó lằng nhằng quá nên tôi cũng không biết là cây nào cho các bạn được. Nên là các bạn ủng hộ mình nhá. Thôi một là lần cuối tôi chân thành cảm ơn những người mà đã ủng hộ tôi nhá. Mua cây nào thì cứ điện thoại cho tôi trực tiếp gặp tôi. Có thể thương lượng như nào đó, cây nào anh em mình trong cuộc sống tôi sẽ ủng hộ tất cả nhiệt tình những người mà đã thương yêu tôi. Rồi video đây là kết thúc nhá. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều.